chào, đây là mẫu khẩu trang của hãng Kimsora, là một thương hiệu mà Nhật đặt nhà máy tại Việt Nam để sản xuất cho Nhật Bản nha cả nhà. Chất lượng thì rất là tốt, rất là ok luôn. Mình thấy là khá ổn nha. Đây là cái hộp mà mình khui ra để sử dụng. Bây giờ mình sẽ test cái lớp khẩu trang bên trong cho mọi người nha. Và đây là sau khi mà mình cắt cái lớp khẩu trang ra nha. Lớp thứ nhất đây, mình sẽ tiếp xúc trực tiếp. Cái lớp này là lớp giấy kháng khuẩn nè. Và cái đây là lớp thứ ba. Bây giờ mình sẽ test cái lớp giấy này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mà là giấy kháng khuẩn á, thì nó sẽ cháy như vậy, từ từ như vậy. Còn nếu mà là lớp giấy mà giấy vệ sinh á, là nó sẽ cháy rẹt luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy nè, như vậy mới là đúng lớp giấy kháng khuẩn nha. Ủa chà, không á. Rồi, bây giờ mình sẽ tập ngưng đi. Không phải là lớp giấy kháng khuẩn á, thì nó sẽ bị thấm nước. Thấy không? Giấy thường á, là nó sẽ bị nước đi qua nè. Còn do cái lớp giấy kháng khuẩn á, nó giúp mình ngăn bụi và ngăn được virus khá tốt, thì nó sẽ không để cho thấm nước, nước sẽ không chảy qua. Coi nè, đây nước hoàn toàn không lọt ra khỏi được cái lớp giấy này nha. À, hoàn toàn không, và đốt là phải không có được cháy, mà là nó sẽ bị co lại từng mảng như vậy. Đó, thì đúng mới đúng là chất lượng của cái khẩu trang đạt tiêu chuẩn nha mọi người. Mọi người đừng quan tâm tới 3 hay 4 lớp, mà nên quan tâm là có lớp kháng khuẩn trong cái khẩu trang hay không. Thì đó mới là điều quan trọng. Vì cái lớp giấy này hiện tại vì ở Việt Nam mình đang rất là hiếm và đang hết hàng, nên là phải mua ở châu Âu về, thì cái giá thành của khẩu trang cũng lên. Là vì vậy mọi người phải chú ý về cái lớp giấy kháng khuẩn này. Nếu mà mang về mà không có giấy kháng khuẩn này thì cũng như khẩu trang bỏ đi rồi đó. Thà vậy thì xài khẩu trang vải còn hơn. Rồi, ok.